Truyền thông Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 10 cho biết, cựu Tổng thống Roh Tae-woo đã qua đời ở tuổi 88. Ông được đánh giá là nhà lãnh đạo Hàn Quốc có đóng góp lớn cho việc đặt nền móng cải thiện quan hệ liên triều. Ông Roh Tae-woo qua đời sau một thời gian điều trị bệnh ở viện nhưng không có tiến triển. Trước đó, ông từng được phẫu thuật để điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2002 và thường xuyên phải nhập viện trong thời gian sống tại tư dinh ở Seoul. Ông Roh Tae-woo là cựu tướng quân đội, nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1988 đến năm 1993. Ông là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với Liên Xô và Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, hai miền Triều Tiên cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp thủ tướng đầu tiên vào năm 1990. Sau năm này, hai nước đã cùng gia nhập Liên Hợp Quốc và ký thỏa thuận cơ sở Liên Triều, cùng tuyên bố chung về giải trừ vũ khí hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, ông Roh Tae-woo đã mở rộng đáng kể các mối quan hệ ngoại giao của Seoul và tạo nhiều dấu ấn lịch sử trong các mối quan hệ liên triều.